Hello anh em và các bác. Hôm nay em xin phép lên cho anh em và các bác một bộ máy ảnh Canon. Đây là bộ máy ảnh Canon MS7D. Bộ này thì bên em về được full box. Em xin phép mở ra cho các bác và anh em xem. Đây ạ. Đây là bộ máy ảnh Canon 7D. 7D để trích dây nhá. Đây. Và đây là chiếc body 7D. Đây. Và đây là chiếc lens. Đấy. Đóng lại cho nó hao hoài tí các bác và anh em ạ. Đây, em xin phép quay qua về ngoại hình cho anh em và các bác xem về em 7D full box này nhá. Đây, đây là chiếc body 7D. Các bác và anh em ngắm nghía em ấy nhá. Còn rất chi là đẹp luôn. Đấy, ngoại hình ok hết. Đấy. Rất mới, em check ra shot em này rồi, 10k shot nhá các bác và anh em nhá. Màn hình dán rồi đấy ạ. Đây chỗ này là miếng miếng dán nhá các bác và anh em nhá. Đây. Đĩa CD nét căng, đây nó chỉ bị cấn một tí ở đây. Đấy. Còn đâu ngoại hình đẹp xuất sắc luôn các bác và anh em ạ. Đấy. Về theo em 7D này thì gồm có một em kit. Đây, em kit này. Kit này là kit kit 1855 STM nhá, đời mới chứ. Đây. Em này là kit F4 5.6 nhá các bác và anh em nhá. Em này chụp nét và lấy nét rất êm. Lấy nét êm lắm. Không xẹt. Các bác quay hoặc là chụp nó rất êm ạ. Đấy. Kính đẹp. Đấy. Kèm filter luôn các bác và anh em nhé. Đấy, bộ này thì nó nguyên hộp như này thì em quay lên cho các bác và anh em xem để các bác và anh em có nhu cầu thì ới em. Đấy. Về chiếc 7D này thì các bác và anh em khá biết về em lấy rồi đúng không? Chất lượng khá ok, chụp lấy nét nhanh. Đấy. Chất lượng ảnh ok. Bộ này thì em xin bán cho anh em và các bác cả bộ là với giá là 6,5 triệu nhá, 6,5 triệu bao gồm pin sạc, thẻ nhớ, dây đeo đầy đủ hết cho các bác và anh em. Đấy. Đấy, em xin phép lên báo giá cũng như là quay qua về ngoại hình cho các bác và anh em biết để các bác và anh em có nhu cầu thì ơi em. Đấy. Em xin phép dừng video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. À quên, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại của em là 0982988007 nhé. Các bạn cứ kết bạn Zalo với em hoặc là alo cho em trực tiếp được. Anh em nói chuyện. Đấy. Bên em này chuyên thu mua bán máy ảnh cũ. Vậy bác nào có nhu cầu thì ở em nhé. Rồi em xin phép dừng video tại đây nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bác video sau.